Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, một ngày cuối tháng 6, người dân qua lại ở đường Trường Chinh đã hoảng hốt nghe hai tiếng nổ lớn tại trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình. Khu vực xung quanh đã rung chuyển, khói bụi thì mù mịt, các bức tường trụ sở và nhà dân thì nứt toác. Có nhiều xe máy hư hỏng, 3 người bị thương được đưa ra khỏi hiện trường đi bệnh viện cấp cứu. Chuyện gì đang xảy ra? Ai dám gây ra một vụ nổ ngay tại trụ sở của công an? Chi tiết vụ việc nghiêm trọng này sẽ có trong video dưới đây. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoảng 14 giờ 25 phút ngày 20 tháng 6 năm 2018, người dân qua đường Trường Chinh đã hoảng hốt nghe thấy hai tiếng nổ lớn tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Khói bụi mù mịt cùng với mùi thuốc nổ. Tường gạch trụ sở công an, nhà bên cạnh cũng đã bị bể nứt toác, nhiều xe máy hư hỏng. Hành trình phá án vụ dùng thuốc nổ khiến cho 3 người bị thương tại trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình hết sức phức tạp. Lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết liệt vạch trần tổ chức làm chia rẽ quốc gia và ngăn chặn được nhiều kế hoạch đánh bom nguy hiểm. Trong khung cảnh hỗn loạn, 3 người bị thương đã được khẩn cấp chuyển đi cấp cứu. Chuyện gì đã xảy ra? Ai lại dám liều lĩnh cho nổ trụ sở của công an, làm nhiều người bị thương như vậy? Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng và họp khẩn các đơn vị nghiệp vụ để huy động các lực lượng tinh nhuệ, tập trung cao độ để điều tra truy xét. Thông tin trinh sát liên tục cập nhật, phân tích, loại dần các mâu thuẫn cá nhân, người tâm thần gây án. Cuối cùng có khả năng cao nhất là do một tổ chức muốn làm chia rẽ quốc gia gây ra. Nhiều tổ công tác dày dặn kinh nghiệm đã khẩn cấp lên đường, đeo bám hướng đi của nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ đã xác định 2 thanh niên bịt kín mặt mũi đi xe Way màu đen, trực tiếp gây ra vụ nổ trên. Thế nhưng, biển số xe giả đã khiến cho việc lần tìm gặp nhiều khó khăn. Sau vụ nổ, 2 thanh niên đi xe Way về Đồng Nai gặp một người đàn ông đi xe máy hiệu Everest. Lực lượng điều tra đã xác minh chiếc xe Everest này thuộc sở hữu của Nguyễn Tấn Thành, 28 tuổi, ngụ tại Hồ Nai Ba, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, mọi hành tung của người này đã lập tức được theo dõi chặt chẽ. Sáng ngày 22 tháng 6, phát hiện Thành cùng với nhóm bạn cắm trại tại một vườn chôm chôm cách lễ hội trái cây tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai khoảng 4 km. Trinh sát đã bật tín hiệu cho lực lượng tri viện, sử dụng thủ thuật trinh sát, bí mật tách Thành khỏi nhóm bạn. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thành lại bất ngờ cùng nhóm bạn lên xe máy bỏ đi, rồi dừng xe bên đường mua trái cây. Trong lúc nhóm bạn của Thành rời đi trước, trinh sát đã nhanh chóng ra tay khống chế đối tượng và áp tải lên ô tô. Nhưng sau đó nghi phạm đã giả điên, khai báo quanh co, không thừa nhận có liên quan đến vụ nổ trụ sở công an. Tuy nhiên, trước các nghiệp vụ điều tra, Thành đã phải tỉnh lại. Hắn dần khai ra một số manh mối làm cơ sở cho lực lượng điều tra phá án. Trong đó, mấu chốt quan trọng mà Thành buộc phải thừa nhận là cha ruột của hắn ta, tức là Nguyễn Khanh, 54 tuổi, ngụ cùng địa chỉ với Thành, liên quan đến vụ đặt bom cho nổ trụ sở công an. Được biết, Khanh và Thành đều là thành viên của tổ chức phản động do những người nước ngoài điều hành. Thành tạo nhóm riêng trên mạng xã hội, lôi kéo nhiều người tham gia, bàn cách kích động chống phá, gây mất an ninh trật tự. Tháng 5 năm 2018, trao đổi trên mạng xã hội, người trong tổ chức ở nước ngoài đã yêu cầu Thành chế tạo bom mìn, gây ra những vụ nổ tại cơ quan nhà nước, tạo tiếng vang cho tổ chức. Khi thực hiện sẽ có người đưa tiền mua vật liệu nổ để chế tạo các chất nổ. Theo chỉ dẫn bí mật, Thành đi đến ngã ba Cây Xoài, huyện Trảng Bom, gặp một người đàn ông và nhận lấy 20 triệu đồng. Sau đó chuyển hết cho Khanh đi mua vật liệu, rồi giao Thành chế tạo trái nổ. Qua sự giúp đỡ của một người tên là Hậu, cả hai đã chế tạo thành công 5 trái nổ, rồi đưa 2 trái cho Khanh cất giữ, chuẩn bị kế hoạch gây án. Thành thừa nhận có liên quan đến vụ nổ tại trụ sở công an, nhưng không biết ai là người trực tiếp gây ra. Thành nói rằng tổ chức rất bí mật, chỉ gọi tên chung chung theo nickname trên mạng, không rõ thân nhân lai lịch. Ngay cả Hậu cùng chế tạo trái nổ nhưng Thành cũng không rõ hắn ở đâu. Chỉ nhớ Hậu đi chiếc xe máy Sirius, ngoài 30 tuổi, cao khoảng 1,6 m, tóc ngắn, luôn mặc áo sơ mi dài tay, quần jean và nói giọng miền Nam. Từ lời khai của Thành, lực lượng điều tra hình dung sự nguy hiểm nếu bắt giữ, khám xét nhà người cha là Khanh. Những phương án xấu nhất đã được đưa ra. Khanh có thể ném trái nổ, sử dụng vũ khí khác để chống trả và thoát thân, cũng có thể cho nổ tung để quyên sinh. Do đó, các trinh sát liền nhận lệnh theo dõi căn nhà và nhất cử nhất động của Khanh. Công an TP.HCM đã huy động chó nghiệp vụ, đội rà phá bom mìn, đặc nhiệm Trung đoàn Cảnh sát cơ động, phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt. Đêm ngày 22 tháng 6 năm 2018, khi Khanh tay không đứng cạnh cửa nhà, các trinh sát đã giả làm người dân đi đến cửa, nhanh chóng khống chế đối tượng cùng một số người trong gia đình, không cho ai kịp phản ứng nguy hiểm. Sau khi đưa Khanh ra ngoài, xung quanh được phong tỏa nghiêm ngặt hơn, lực lượng rà phá bom mìn đã cẩn thận kiểm soát. Rất nhiều vật liệu chế tạo trái nổ, đạn, thuốc súng, hung khí tự chế, tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại, hộ chiếu, ống nhòm máy ảnh được phát hiện ra. Đặc biệt là có khoảng 10 kg thuốc nổ TNT, trong đó có một trái nổ đã chế tạo thành công, chỉ cần nhấn nút kích hoạt là nổ tung. Khoảng năm 2017, Khanh nhận được sự tin tưởng của Tổng Tư lệnh, một tổ chức chống phá gây chia rẽ ở nước ngoài. Hắn hứa sẽ cho Khanh tiền cùng với chức tỉnh trưởng Đồng Nai. Ngoài những người chế tạo bom như Thành, Hậu, tổ chức còn giới thiệu một người có nickname là Giang giúp tạo ra trái nổ chất lượng. Sau đó Giang đã nhận vật liệu nổ của Khanh, chế tạo ra 7 quả nổ và Khanh đã thu về 5 quả, đưa lại 2 quả cho Giang để hướng dẫn hai người tên là Minh và Nam đi đánh bom trụ sở công an. Cùng lúc đó, mũi trinh sát chủ lực ở Tây Ninh nhận tin sau vụ nổ. Một số người đến làm công nhân tại công trường xây dựng nơi biên giới huyện Gò Dầu. Từ miêu tả của người dân, có một công nhân dính chút đặc điểm giống đối tượng Giang. Nhưng trong hơn 10 người mới đến lại không ai có tên là Giang. Ngày 27 tháng 6, nhận định nghi phạm dùng tên giả, trinh sát đã nhập vai công nhân lân la trong công trường. Khi kẻ tình nghi đi cùng một số công nhân, một trinh sát đã bất ngờ kêu lớn tên Giang. Lập tức nghi phạm đã giật mình nhìn lại, trinh sát vội lao ngay đến khống chế đối tượng. Kiểm tra nhanh trong điện thoại của đối tượng có hình ảnh chế tạo chất nổ cùng một số tin nhắn của tổ chức phản động. Qua đấu tranh khai thác, Giang có tên thật là Dương Bá Giang, 48 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai. Khoảng tháng 4 năm 2018, sau khi tham gia tổ chức, giữa tháng 6, Khanh đã đưa cho Giang 2 quả nổ, nhận nhiệm vụ sẽ làm nổ trụ sở công an. Ngày 19 tháng 6, Giang đã gọi Minh, Nam đến gặp Khanh, rồi kêu Minh và Nam trực tiếp đi đánh bom. Từ lời khai của cha con Khanh, một người tên là Hậu tham gia chế tạo chất nổ cũng bị đặc biệt quan tâm. Các mũi trinh sát đã tung đi truy tìm nhiều ngày đêm và phát hiện Hậu đang lẩn trốn ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ngày 28 tháng 6 năm 2018, trinh sát đã dò ra Hậu lẩn trốn tại nhà một người bạn ở huyện Thống Nhất. Khi người bạn này lái xe máy chở Hậu trên quốc lộ 51 thành phố Biên Hòa thì đã bị trinh sát ập tới kiểm tra và khống chế. Đối tượng Hậu có tên thật là Nguyễn Xuân Phương, 31 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai. Hắn đã khai, Khanh rủ rê tham gia tổ chức chống phá chế độ do người nước ngoài điều hành. Sau khi thành công sẽ được một căn nhà và chức sắc. Ngày 10 tháng 6 năm 2018, Khanh đã đưa Hậu một quả nổ kèm theo bình ắc quy, remote điều khiển và chỉ đạo Hậu tìm trụ sở cơ quan chức năng ở Đồng Nai để đánh bom. Đến ngày 18 tháng 6, Hậu cho biết đã đặt bom tại một trụ sở cơ quan phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa và hẹn Khanh chứng kiến Hậu kích nổ. Thế nhưng, bom lại không nổ. Hậu đã nói dối Khanh, mục đích là đánh bom xịt không hại ai, nhưng lại có thể lấy được tiền của tổ chức. Hậu khai đưa đi đặt trái nổ và tháo gỡ mối nối remote kích hoạt, chỉ bấm remote cho Khanh coi chơi. Trong quá trình phá án, một tổ công tác đã nhận nhiệm vụ trả lời câu hỏi quan trọng. Vật liệu nổ lấy từ đâu ra? Ngay khi bắt giữ cha con tỉnh trưởng Nguyễn Khanh, các trinh sát xuống tỉnh Bình Phước và lên Tây Nguyên lần tìm băng nhóm buôn thuốc nổ TNT cho Khanh cùng đồng phạm. Sau nhiều ngày đêm truy tìm, đến ngày 28 tháng 6 tại huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông, một tổ công tác đã mời nhiều người có liên quan làm việc và bắt giữ 3 nghi phạm chính trong đường dây buôn thuốc nổ, gồm Nguyễn Minh Nhật, 28 tuổi, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, 38 tuổi, Nguyễn Trung Trực, 36 tuổi. Những người buôn thuốc nổ này khai nhận, vào năm 1999, Khanh đã mua đất làm rẫy gần nhà Trực tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Miêu. Đến năm 2009, gia đình Khanh chuyển đi sinh sống tại Đồng Nai. Tối ngày 25 tháng 4, Khanh đã điện thoại nói với Trực là có nhu cầu mua khoảng 20 kg thuốc nổ cùng kíp nổ để đánh đá đào ao cá. Sau đó, Minh Nhật đã báo cho Trực có 5 đến 6 cân cùng với 20 kíp nổ. Sáng ngày 29 thì Trực hẹn Sinh Nhật tại một quán cà phê ở huyện Đắk Miêu để nhận thuốc nổ và kíp nổ. Sau đó Trực điện thoại cho Khanh đến quán cà phê để giao dịch. Khoảng 15 phút sau đó, Khanh đã chạy xe máy đến để nhận hàng, đưa tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng cho nhóm của Trực. Nguồn gốc thuốc nổ, đối tượng Nguyễn Minh Nhật khai, quá trình đi bẫy chim ở bên Lào đã tìm mua thuốc nổ, kíp nổ khai thác đá. Một người bạn Lào đã bán cho Minh Nhật khoảng 5 kg thuốc nổ TNT và 20 kíp. Sau đó, Minh Nhật đón xe khách vận chuyển hàng về Đắk Nông, giao cho Sinh Nhật chuyển lại cho Trực. Ngày 30 tháng 6 năm 2018, tin báo một trong hai nghi phạm trực tiếp đặt và kích hoạt bom đã xuất hiện tại bến xe miền Đông, nhưng nghi phạm đã nhanh chân đón xe đi Đắk Nông, sau đó lại đi Đắk Lắk. Tuy nhiên, việc di chuyển hướng Đắk Lắk chỉ nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đến một khu rừng vắng trên quốc lộ 14, giáp ranh với Đắk Lắk và Đắk Nông, đối tượng đã xuống xe, đón xe khách khác và di chuyển ngược về phía miền Tây. Đêm ngày 2 tháng 7 năm 2018, các trinh sát đã tiếp cận được xe khách tại huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông và khống chế bắt giữ được nghi phạm. Đối tượng Nam khai tên thật là Vũ Hoàng Nam, 23 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình. Hắn thừa nhận mình là người trực tiếp kích hoạt 2 trái nổ tại trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình, làm cho nhiều người bị thương. Từ thông tin khai thác Nam, nhiều tổ công tác đã chắp nối các dữ liệu nhận dạng để truy bắt đối tượng trực tiếp gây nổ thứ hai. Đến ngày 7 tháng 7, các trinh sát nhận tin người tên là Minh thuê phòng trọ lẩn trốn tại khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa. Trong đêm, Minh đã bịt mặt ngồi sau xe máy của một người bạn, rời khỏi khu công nghiệp thì bị phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm này khai khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2018, Nam, Minh và Giang ngồi tại một quán cà phê cạnh công viên ở huyện Trảng Bom, bàn bạc thống nhất việc đánh bom. Sáng ngày 20 tháng 6, hai đối tượng Nam và Minh đến nhà trọ bên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 và mua bình ắc quy đầu nối 2 trái nổ, một trái gói trong hộp quà, một quả thì bỏ trong túi sách. Sau đó cả hai đi xe máy đến quận Tân Bình, dừng lại ở một tiệm dán đề can để dán biển số chính thành biển số giả. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Nam chở Minh đi thăm dò trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình. Sau khi quay lại cách 10 mét, Nam dừng xe đi thẳng vào trụ sở công an, trên tay còn cầm quả nổ gói trong hộp quà, còn quả nổ đựng trong túi sách đeo trước ngực. Nam bước vào trụ sở công an, giả vờ đưa giấy xác nhận hạnh kiểm và đặt trái nổ đựng trong túi sách lên ghế. Sau đó hắn đi ra ngoài, lấy remote trong túi áo, bấm quả bom trên ghế phát nổ. Còn trái nổ ở trên tay, Nam tiếp tục ném trước trụ sở công an, rồi chạy nhanh đến chỗ của Minh, lấy remote từ Minh để bấm kích nổ lần thứ hai. Gây án xong, Nam, Minh, Khanh và Giang cùng gặp nhau tại một quán cà phê ở thành phố Biên Hòa. Nam đã báo cáo hoàn thành nhiệm vụ gây nổ trụ sở công an. Sau đó, Minh về quận 9 lấy xe máy của mình, rồi quay trở lại Đồng Nai cùng Nam lẩn trốn tại một nhà trọ. Họ đã thống nhất mỗi người trốn một nơi. Nói về hội nhóm phản động, theo cơ quan công an, đây là một tổ chức do nhiều phần tử ở nước ngoài cấu kết một số thành phần quá khích trong nước nhằm tuyên truyền, kêu gọi chống phá nhà nước, gây mất trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Tổ chức hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh, đặc biệt nguy hiểm, liên kết chặt chẽ, được chỉ đạo cụ thể trong việc mua chất nổ để chế tạo quả nổ, sau đó đem đi gây nổ tại các trụ sở cơ quan chính quyền, gây thiệt hại tài sản và tính mạng con người. Những người tham gia được tổ chức ở nước ngoài hỗ trợ tiền bạc, hứa hẹn và phong chức sắc. Để thực hiện kế hoạch, các đối tượng liên quan đến tổ chức đã được trao đổi, huấn luyện bằng nhiều cách thức bí mật hoặc thông qua mạng xã hội. Tổ chức cũng thực hiện gây chia rẽ kiểu sói đơn độc, đơn tuyến để khó điều tra ra tận hang ổ. Đến đây, vụ án cơ bản đã sáng tỏ. Phòng Cảnh sát Hình sự củng cố hồ sơ, bàn giao 9 nghi phạm cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý. Và những bản án dành cho các đối tượng trên chắc chắn sẽ phải là những bản án cao nhất và nghiêm khắc nhất. Với sự manh động coi thường pháp luật, cơ quan nhà nước và tính mạng của người khác, thì án tử hình dành cho 9 đối tượng là điều chắc chắn. Hành trình phá án đầy cam go và kết quả đạt được không chỉ từ sự nỗ lực của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, mà còn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự giúp đỡ từ người dân. Nhờ đó mà vụ án đã nhanh chóng được khám phá, ngăn chặn những vụ gây chia rẽ diễn ra tiếp theo với hậu quả khó lường. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Hãy luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, share và đăng ký để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!